Quý gì cho các bạn thân mến, trên bài nhỏ các bạn là chú chim này là ngừng bón. Ngừng bón. Hôm nay là mình quyết định ngừng ngừng bón hoàn toàn. Cho nó ép nó biết nhặt. Mà các bạn thấy là mình phải đẩy trên cái khay đá. Và cái hạt cám của mình rất là nhỏ, nó chỉ như hạt hạt cát to thôi. Đó. Để lẫn lúa vào đó. Đó, nó ăn cám để cho nó cứng cáp đi một chút xong tự nó sẽ ăn lúa. Đó, à, cái con bậu trên cầu ở giữa ba con, mấy con ở dưới là một cặp. Đó, chim này gọi là chim ràng ràng, đang có cái giai đoạn gọi là độc lập. Đó. Thì mình phải nhốt chung với một những chú đàn anh đàn chị đây này để cho chúng ăn cùng, chúng sẽ dạy nhau ăn. Những con chú chim này các bạn nếu mà các bạn nuôi ở cái giai đoạn này mà các bạn để ở trên cái lồng nó ví dụ như cái lồng nó có cái cống nó như cái cống này chẳng hạn, nó thì con chim nó sẽ không 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 nó sẽ không không biết tự tìm đến cống ăn và nó sẽ kiệt dần, nó gầy dần và nó sẽ dẫn đến là bị con chim nó bên nó sẽ bị chết nên là rất là phí đó. Nhưng con chim già này thì nó sẽ có kinh nghiệm rồi, nó sẽ biết thò mồm và nó ăn. Còn những chú chim non thì các bạn nên để cho nó tập ăn như cái giai đoạn này, nó ăn khoảng 1 tuần. Khi nào nó ăn ăn cứng cáp rồi, nhặt gọn, không nó không vụng về nữa thì các bạn cho sang cái lồng, những cái lồng như thế kia. Đấy, những cái lồng như thế này thì nó sẽ ăn được. Đó, còn các bạn ở cái giai đoạn này các bạn thấy là nó ăn rất là nhạ nhơi. Nó ăn không được được gọn gàng và quyết liệt cho lắm. Đó nên ra là đây cũng là một cái kinh nghiệm chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình thường là có những bạn là gặp phải vấn đề là đang giai đoạn bón, xong đó là giai đoạn ngừng bón để cho chim biết mổ. Thì thường là các bạn cứ cho luôn vào lồng để cống, thế thì nó sẽ nhịn đói, và con chim khi nó đã nhịn đói quá bữa hoặc là 1 2 ngày nó sẽ bị kiệt. Kiệt thì đương nhiên là cái sức đề kháng nó sẽ kém, cám thì nó sẽ gầy dần đi, và mình lúc đấy mình quay ra mình bón thì nó cũng sẽ bị nhỡ nhịp một chút, mà nếu trường hợp là xấu thì có thể là xảy ra trường hợp là bị thiệt mạng con chim, đó cũng rất là oan uổng. Nên các bạn nên nhớ là cái giai đoạn giao thời giữa cái việc ngừng bón và cái việc cho nó tự độc lập ăn là cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Cái clip này thì mong rằng cũng chả có cái nội dung gì nó ghê gớm cả. Bên mình thì chủ yếu là những chú chim như vậy thôi, những chú chim giống theo kiểu mã ngỗng phấn hồng. Và các bạn mua những chú chim này thì yên tâm là mình bảo hành tuyệt đối, mình khẳng định là một trống một mái. Và những chú chim này thì nó cũng thường mình sẽ nuôi thêm khoảng 1 2 tuần nữa và nó biết ăn thành thạo thì mình bán cho những các bác biết nuôi những chú chim nó biết mổ rồi. Đó, những chú chim này là như vậy. Đó. Các bạn thấy đấy là những chú chim này nó đây là một cặp, đây là một cặp. Các bạn có thể liên hệ cho mình chim đây thì là đang ở cái giai đoạn là như vậy, thì mình cũng chia sẻ.
một chút để cho nó, đây là cái giai đoạn nó tập ăn mà, nó sẽ tìm dẫm lên chân và nó ăn thì nó dễ ăn hơn. Đó, các bạn thấy đấy, thì chú chim này rất là ok thôi. Nhảy xuống và chúng nhặt chúng ăn. Đó, đang nhặt ăn đó. Đó. Mình xin phép được nhắc lại số điện thoại là 0163 530 5982. Mình tên là Thao, với địa chỉ là cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nếu các bạn mua chim cu non đang bón hoặc là đã biết ăn độc lập tốt thì mình sẽ chuyển hàng xuống bến xe Mỹ Đình và chuyển đi các tỉnh ở xa. Nếu mà các bạn ở miền Trung, miền Bắc thì ok, còn nếu mà ở miền Nam thì các bạn phải mua cái chim nó biết ăn rồi, nó phải biết ăn rồi. Ok các bạn, các bạn có thể đăng ký cái kênh Chim Cu Gáy Hay hoặc là trên YouTube và trên Facebook là Chim Cu Gáy Hay, thì các bạn có thể đón nhận những video ra hàng ngày của mình và có những chương trình khuyến mại hết sức bất ngờ về chim cu gáy, có những con chim rất là hay mình đăng lên. Anh em nào gọi điện trước thì mình sẽ giao lưu trước.